Xin kính chào bà con. Bà con đã quay trở lại với kênh yêu côn trùng của mình. Vừa rồi mình đang mở rộng trang trại, anh bận quá cho nên là mình không quay video được. Thế hôm nay đợt này mình sẽ đưa rất là nhiều dế về phòng kỹ thuật của mình để hỗ trợ cho bà con tất cả mọi thứ liên quan đến dế. Hôm nay mình sẽ hỗ trợ bà con về cách nuôi dế mà dùng những vật dụng gì mà tiết kiệm nhất. Đây, chuồng dế của mình đây các bạn. Đó. Thì các bạn nuôi bằng bì cắt tông nhé. Ở mình đây là mình nuôi bằng bì cắt tông. Rất là tuyệt vời các bạn. Đó. Các bạn mua vỉ giấy thì nó đắt, như cái thùng này mình xếp nó khoảng độ mất 200.000 2 đến 300.000 tiền vỉ giấy, vỉ trứng đó. Nhưng mà mình chỉ mất 10.000 thôi, 10 cân bìa cát tông các bạn thấy này. Đó, bìa cát tông đó, bạn gấp lại bạn nuôi, bạn đục lỗ nhá. Các bạn nhớ các bạn nên đục lỗ này. Mình nghe này, quay trực tiếp các bạn coi này. Đó, các bạn đục lỗ để cho con dế nó đi lại nó thông thoáng nhé. Và cái thùng nó rất là thông thoáng. Ở đấy. Để con nó trèo vào mọi thứ được và nó đi lại được bình thường. Đây là một cách nuôi mà tiết kiệm chi phí nhất nha các bạn. Mà con dế phát triển bình thường các bạn ơi. Đó các bạn thấy không? Con dế của mình được 15 ngày. À đấy, rất khỏe luôn. Đó, đấy. Rất là khỏe luôn. Đấy. Không có cái gì, không cần phải vỉ trứng đâu các bạn. À, không cần phải như thế. Nếu như các bạn cái thùng nào mà các bạn bán đi thương phẩm thì các bạn không cần phải xếp đẹp, bạn xếp bình thường cũng được. Đó, biết là sao mà tạo độ thông thoáng là được. Có những thùng nào mà bạn để giống nhá, bạn để giống thì bạn nên cắt. Mai kia ta để các đĩa trứng vào đây này, cho đều nhá. Khi mình để các đĩa trứng vào thì nó sẽ nó lấy được trứng thôi. Đó, còn bạn để mà thùng mà lấy trứng á, bạn để mà không cẩn thận, bạn để bạn không xếp như thế này này. Đó, không xếp này. Thì khi mình để cái đĩa lên đây, nó sẽ đè bẹp và dí chết, đè bẹp con dế nhé, là chết mà chúng ta dẫn tới sự hao hụt. Đó. Do đó mà các bạn thùng nào các bạn để giống thì các bạn mới xếp. À, đấy, xếp. Đây, là thùng này mình đang để giống đây các bạn. Rất là đều nhé, rất là đều. Thùng để giống thì con dế đỏ, con dế phải đều nhé. Đấy. Chứ con to, con bé, con nọ con kia thì bạn không khai thác trứng nó không hiệu quả đâu các bạn. Và dẫn đến cái đàn dế của mình nuôi nó không đồng đều, do đó bạn sẽ không được xuất thương phẩm, mà xuất thương phẩm nó không có đạt, dẫn đến sự hụt về kinh tế nhé. Đấy, các bạn thấy chưa, các bạn thấy này. Đó, đấy, rất đơn giản thôi, các bạn đâu cần phải vỉ trứng đâu, tôi không cần. À, tôi không cần phải vỉ trứng. Nếu như vỉ trứng các bạn đưa vào đây nó khoảng mất 200.000 đấy các bạn, ít nhất khoảng 200.000 mới vỉ trứng. Nhưng mà tôi có 10.000 10 cân bìa cát tông. Đó, bạn ở nơi bạn nào mua đến 2.000, 20.000 là nhiều. Bạn gấp dích rắc lại nhé, dích rắc này. Rồi sau đó bạn xếp nó cẩn thận. Đây là cái thùng để giống, xếp cẩn thận. Vì mai kia tôi đặt cái đĩa trứng lên lấy giống nữa. Nên là phải xếp cẩn thận. Còn cái thùng nào mà bạn không để giống, bạn xuất thương phẩm thì bạn xếp sao không được. Giữ cái thùng này này. Đó. Thùng này của tôi không để giống. Nên là mai kia tôi bán. Đó, không cần lấy trứng ở thùng này nhé. Đấy, tôi xếp bình thường thôi. Đó. Này cũng thế, các bạn thấy dế tôi rất là nhiều. À, thùng này tôi nuôi được 10 cân các bạn. Đó. Tôi 10 cân. Đó. Còn thùng to này này. Tôi nuôi từ 20 năm nhá, 20 đến 25 cân. Đó. Đó các bạn, đây là phòng kỹ thuật của tôi. Đây là kênh yêu côn trùng. À, đây tôi làm những cái này để đây để mai kia nó sẽ ra cái trứng mà tôi đặt vào đây. Cho nên tôi lại tiếp tục hỗ trợ cho các bạn nhé. Hỗ trợ cho các bạn làm tiếp. Chi phí đây, thùng này tôi cũng để giống luôn này. Nó để giống tôi xếp rất là cẩn thận các bạn. Thùng nào mà để giống bạn xếp cẩn thận, bạn không cần phải bạn xếp rất cẩn thận cho tôi nhé. Đấy, mà còn thùng nào không để giống thì bạn không cần phải xếp cẩn thận này, vì để giống thì ta phải để các đĩa lên ta lấy trứng, sau đó bạn phải xếp là bằng bằng phẳng đấy, bằng phẳng đấy, bằng phẳng để các bạn đưa cái đĩa lên thì nó không bị đổ hoặc là nó không bị đè chết con dế nhé. Các bạn xếp đứng lên nhé, xếp đứng lên này,
bạn xếp như thế này, sau đó bạn để các cái đĩa trứng vào đây, đó để vào đây, để vào đây, con dế trên đền đẻ nhé. Đây là cách chăn nuôi hiệu quả nhá, mà chi phí rất thấp. Các bạn không cần mua về trứng làm gì đâu, tôi nghĩ các bạn không cần thiết mua về trứng. Cái trứng khi các bạn nuôi nhanh hỏng hơn là cái bìa cắt tông này này, đó, bìa cắt tông này, đó. Đấy, hôm nay tôi hỗ trợ các bạn cái chi phí, về chi phí đồ để nuôi dế nhé, đơn giản và tiết kiệm nhất. Đấy, kính chúc bà con chúng ta cố gắng phát triển cái ngành nuôi dế này. Hiện tại bây giờ cái nhu cầu về ăn côn trùng nó đã hầu như là nó đã lan rộng rồi nhé, đã lan rộng rồi. Đây là một nguồn thu nhập cho bà con khá là cao nhé, khá là cao. Để giúp đỡ chúng, để giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, tôi sẽ hỗ trợ các bạn về kỹ thuật cũng như một số cái mà tôi đã từng trải. Tôi giúp bà con, nhưng nhiều người có khi nuôi lâu rồi không chả biết vấn đề này đâu, cứ vì trứng giấy đưa vào nuôi được vài ba nứa vứt đi nó phí à. Đó, nếu các bạn đóng hàng thương phẩm cho người mà bạn liên kết thì bạn đóng vỉ trứng vào, cuối cùng bạn chẳng đem về được, cuối cùng là người ta lại lấy mất, thì thật là uổng phí cho các bạn nhé. Chúng ta tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó à. Đấy các bạn, như cái này đấy, các bạn nhìn đó, cái phòng kỹ thuật của tôi đây, đó phòng kỹ thuật của tôi đây, đó để cho các bạn xem, và tôi hỗ trợ các bạn để làm. Các bạn nhìn này, giấy của tôi này, đó rất là khỏe. Bây giờ tôi đã quay là gần chín rưỡi nhá, thì con dế tôi cho ăn lúc 7 giờ rồi, đó nó ăn no rồi, đây nó ăn no rồi các bạn, chiều nó ăn tiếp, đó chiều nó lại ăn tiếp, lần chiều nó ăn hết cái này, đó đấy các bạn, rất đơn giản và hiệu quả nhé các bạn nhé. Tôi kính chúc tất cả bà con chúng ta chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao nhé, giúp gì các bạn tôi sẽ giúp cho các bạn. Tôi kính chúc bà con tất cả mọi sự tốt đẹp nhé. Cảm ơn bà con rất nhiều.